Xin chào các bác nhé. Sau một thời gian hết hàng thì hôm nay em lại lấy được mấy cái bộ mic dòng chuyên cho anh em sự kiện này, Sanmark SM868. Ngày trước khi mà các bác chưa biết đến cái dòng này thì còn không hỏi, nhưng bây giờ các anh em nào mà chơi dòng này rồi thì đều hỏi là có hàng tiếp không. Đấy, dòng này là một cái dòng chơi sự kiện có cái phân khúc ngon bổ rẻ cho các bác nhé. Đấy, nó là anh em với dòng mic gì đấy cạc đấy. Ở bên kia thì chắc là giá mới của nó cũng khá là đắt đấy, nhưng mà về bên Việt Nam thì thương hiệu của nó thua thương hiệu gì đấy cạc mà ít người biết đến, thế là giá của nó rất là hợp lý. Đấy, những cái kể cả những cái này, những cái mã vạch này cũng những cái hàng công ty ấy, thì nó đều in hết cả trên cái men vỉ luôn. Hai hộp sáu rất to, dòng này sóng rất là khỏe các bác nhé, sóng rất khỏe. Em hết hàng về gần tháng rồi, thì hôm nay lại chỉ nhặt được 4 bộ thôi. Đấy, những cái dòng này bây giờ bên kia thì kể cả có 2-3 bộ em nhặt về em bán cho các bác. 4 cái bộ này rất là mới các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, mới tinh luôn. Đây, về cái ni lông nó còn nguyên đây. Đấy, lột ra phát là đẹp gần như mới rồi. Giá em bán cho các bác vẫn như thế thôi nhé, 1.600.000 bao ship. Dòng này nó là chuyên cho sự kiện, thế là nó không có tự ngắt đâu các bác nhé. Dòng chuyên sự kiện nó không có tự ngắt đâu. Đấy, sóng dòng này rất là ổn định và khỏe, và đặc biệt là nó cực kỳ lành. Đấy, nhiều bác cứ hỏi em tại sao không bán mic gì để cạc. Mic gì để cạc thì em lấy nhưng mà em không bán, dám bán lẻ các bác, em chỉ dám giao thợ thôi. Dòng gì để cạc thì nếu mà nó còn ngon lành ấy thì là nó pin nó tiết kiệm và sóng của nó khỏe thực sự luôn. Đấy, nhưng mà những cái bộ gì để cạc mà hàng bãi thì đa số về là nó rất hay lỗi sóng. Đấy, hàng bãi cái dòng đấy nó hay lỗi sóng, chứ nó không lành được như những cái dòng khác. Dòng này dòng cực lành luôn. Em làm mấy năm rồi nhưng mà chưa thấy cái bộ nào nó lỗi vặt như những cái dòng gì để cạc cả. Đấy, chứ còn mic gì để cạc mà thích lấy về bán lẻ thì em rất là nhiều, nhưng mà bán lẻ xong thì bảo hành cái mic đấy rất là mệt, thế này em không bán lẻ. Đấy, 1.600.000 bộ các bác nhé, có 4 bộ thôi. Đây tay chân của nó, tay chân là dây nguyên bản các bác nhé, và dòng này là sử dụng côn neo, tiếng rất là trầm ấm. Đấy, côn này là côn từ neo các bác nhé. 4 bộ, 1.600.000 bộ. Bây giờ em sẽ alo thử cho các bác xem. Sóng của cái bọn này em bao cho các bác là show nào cũng chơi được hết. Đấy, còn đã làm sự kiện được ấy, thì các bác chơi gia đình thoải mái nhé. Mic gia đình ấy, thì chơi sự kiện không được, nhưng mic sự kiện này chơi gia đình ok luôn. Tại mic gia đình thì thường thường là sóng nó kém, như những cái dòng bayer đấy hát gia đình ok, nhưng mà khi mà đi em ra ngoài chinh chiến ở ngoài bên ngoài sân ấy, thì gặp phải nhiều người phát thì là sóng bập bõm ngay. Lắm lúc mình hát nhưng mà đang hát tự nhiên nó lại lạc sóng thì nó mất sóng rồi phát là bị dắt tiếng, cảm giác rất là khó chịu. Còn như những cái dòng này thì không bao giờ bị hiện tượng đấy. 1 2 3 4 5 6 7 4 7. Các bác nghe cái tiếng trầm nó ra, cái âm trầm nó ra nghe rất là hay. Dòng côn neo chỉ có 4 bộ nhá. Hôm nay em về được mấy loại mic nhưng mà quay nó lộn xộn cùng với nhau thì nó khó, nên em làm riêng clip thôi, quay mỗi loại một clip thì cho nó dễ. Đấy, các bác mua cái mic này, các bác gọi cái mic Sanmark tay màu vàng thì em dễ. Hello, 1 2 3 4 5 6 7. Có sức sắc nhẹ rồi nhá. Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mang. Tiếng rất là ok luôn. Đấy, ghét cho các bác nghe qua cái chất âm của nó. Hàng bãi về zin nguyên bản, thế nên là có sức sắc nhẹ các bác nhé. Đấy, sức sắc nhẹ thôi.
Rồi bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.